Chào mừng các bạn đến với Chống Diễn Biến Hòa Bình. Các bạn thân mến, trồng người là sự nghiệp không những chỉ đối với thanh, thiếu niên, học sinh mà đó còn bao gồm cả công tác đào tạo nhân sự, cán bộ. Bởi vậy nên, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhận định giáo dục để đào tạo con người có ích cho xã hội, học để làm việc, làm người, làm cán bộ. Giáo dục nhằm đào tạo lớp người có đức, có tài, kế tục sự nghiệp cách mạng, làm cho nước ta sánh vai cùng các cường quốc Nam Châu. Chống Diễn Biến Hòa Bình giới thiệu đến các bạn bài viết phân tích đánh giá về quan điểm nhận thức hãy bỏ khái niệm quan điểm trồng người của Chủ tịch Hồ Chí Minh của ông giáo sư tiến sĩ khoa học Trần Ngọc Thêm của Nhân Đạo. Đây là sự dốt nát cùng cực của một vị giáo sư tiến sĩ khoa học ngành văn hóa xã hội, hay đây là bộ mặt thoái hóa biến chất, suy đồi đạo đức và mang tư tưởng phản dân tộc của một kẻ phản bội? Giáo sư tiến sĩ khoa học Trần Ngọc Thêm hiện nay đã không còn ở những vị trí như báo chí đang giới thiệu và tung hô như Chủ tịch Hội đồng chức danh giáo sư ngành ngôn ngữ học. Chú ý, cái Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam này có quá nhiều các chức danh lãnh đạo vì hình như ở đây người ta thích được làm lãnh đạo. Đua nhau làm lãnh đạo, tranh nhau làm lãnh đạo, tìm đủ mọi phương cách để được làm lãnh đạo, nên cũng có quá nhiều những lùm xùm rắc rối bằng việc tố giác, tố cáo, đấu tố, bóc phốt, bóc mẻ nhau suốt bao năm qua và cho đến bây giờ vẫn còn đang bùng nhùng, chưa thoát, tháo gỡ được. Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương tham gia một nhiệm kỳ duy nhất là nhiệm kỳ 2011-2015. Người ta chỉ biết rằng hiện nay ông đang làm Viện trưởng Viện Khoa học Xã hội và Nhân văn Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, HUTECH. Ngày 21 tháng 11 năm 2021 vừa qua, ông giáo sư tiến sĩ khoa học Trần Ngọc Thêm đã có những phát biểu và những đề nghị gây sốc tại Hội thảo Giáo dục 2021 với chủ đề Văn hóa học, đường trong bối cảnh đổi mới giáo dục và đào tạo. Hội thảo do Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội tổ chức. Những phát biểu ấy như thế nào thì tôi tiến mời quý vị xem ở những hình ảnh mà tôi đính kèm. Sau đây, tôi sẽ đi sâu phân tích để vạch rõ và chứng minh những quan điểm này của ông giáo sư tiến sĩ khoa học Trần Ngọc Thêm, hoặc đây là sự dốt nát cùng cực của một vị giáo sư tiến sĩ khoa học ngành văn hóa xã hội, hoặc đây là bộ mặt thoái hóa biến chất, suy đồi đạo đức và mang tư tưởng phản dân tộc của một kẻ phản bội. Đầu tiên, tôi phải nói thế này, giáo sư tiến sĩ về ngành văn hóa thì không có gì là ghê gớm cả. Tại sao tôi khẳng định như thế? Thứ nhất, xét về tính nghiên cứu thì lịch sử và văn hóa dân tộc là những thứ đã có sẵn. Nó đã và đang diễn ra trong đời sống xã hội. Vì vậy, những nhà nghiên cứu lịch sử văn hóa chỉ phải bỏ công sức để tìm tòi, khai thác, thống kê những cái đã và đang tồn tại trong lịch sử văn hóa dân tộc, gọi là nghiên cứu. Thứ hai, sau khi làm công tác nghiên cứu, tìm tòi, khai thác, thống kê thì các nhà nghiên cứu có thể đưa ra những nhận định, nhận xét, đánh giá theo quan điểm của cá nhân mình dựa trên hệ quy chiếu là các chuẩn mực về đạo đức, truyền thống, tính khoa học và tính thời đại. Vì vậy, những nhận định, nhận xét, đánh giá mang tính chủ quan này có thể đúng hoặc sai. Đúng hay sai, nó tùy thuộc vào trình độ, khả năng và tầm hiểu biết của người đánh giá. Các giá trị về văn hóa là phi vật thể, vì vậy, nó không mang tính chính xác tuyệt đối như các giá trị vật thể. Bởi vậy nên, khi nghiên cứu đánh giá về các giá trị văn hóa thì người ta phải dựa trên hệ quy chiếu là các chuẩn mực về đạo đức, đạo lý và phong tục tập quán, bản sắc đặc trưng, đặc thù của mỗi vùng lãnh thổ, mỗi dân tộc khác nhau đã làm nên các giá trị văn hóa được gọi là đậm đà bản sắc dân tộc. Thứ ba, những người làm công tác nghiên cứu về văn hóa sau khi thực hiện hai quá trình nghiên cứu và đánh giá thì có thể đưa ra những ý kiến đóng góp của bản thân để xây dựng một phong nền văn hóa nào đó cho xã hội tương lai dựa trên những nhận định, nhận xét, đánh giá theo quan điểm của cá nhân mình. Vì vậy, những ý kiến đóng góp của người làm công tác nghiên cứu văn hóa cũng có thể đúng hoặc sai, có giá trị hoặc vô giá trị, tùy thuộc vào năng lực nghiên cứu, đánh giá, tầm hiểu biết của nhà nghiên cứu. Và như vậy, hiển nhiên là họ cũng sẽ phải đối diện với những phản biện xã hội của những ý kiến, những quan điểm trái chiều. Điều này là hoàn toàn hợp lý và dễ hiểu. Họ không thể mang cái học hàm học vị của mình để làm trọng lượng, làm sức mạnh
mà áp đặt tư duy, nhận thức của mình cho người khác. Dư luận xã hội sẽ tiếp nhận quan điểm nào là phụ thuộc vào sức nặng lẽ phải, mang tính thực tiễn và tính logic khoa học biện chứng của quan điểm đó, chứ không phải phụ thuộc vào học hàm học vị. Bây giờ, tôi sẽ đi sâu phân tích và đánh giá về một số quan điểm của ông giáo sư tiến sĩ khoa học Trần Ngọc Thêm khi ông đã nêu ra trong buổi hội thảo vừa qua và đã được báo chí đưa tin. 1. Ông giáo sư tiến sĩ khoa học Trần Ngọc Thêm đã cho rằng hai quan điểm giáo dục là chồng người và tiên học lễ, hậu học văn đã thể hiện một sự lạc hậu của giáo dục. Nó cũng thể hiện tính thụ động của ngành giáo dục và con người được giáo dục, đồng thời nó làm kiềm chế sự sáng tạo của con người được giáo dục. Thưa ông giáo sư tiến sĩ khoa học Trần Ngọc Thêm, khi ông nói đến quan điểm chồng người của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thì tôi xin nói với ông thế này. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định giáo dục có vai trò hết sức to lớn trong việc cải tạo con người cũ, xây dựng con người mới. Bởi thiện ác vốn chẳng phải là bản tính cố hữu, phần lớn đều do giáo dục mà nên. Người chỉ rõ trình độ văn hóa của nhân dân nâng cao sẽ giúp chúng ta đẩy mạnh công cuộc khôi phục kinh tế, phát triển dân chủ. Nâng cao trình độ văn hóa của nhân dân cũng là một việc làm cần thiết để xây dựng nước ta thành một nước hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ, văn minh và giàu mạnh. Tư tưởng ấy là thành quả của sự chắt lọc tinh tế do truyền thống dân tộc và tinh hoa văn hóa nhân loại, vừa mang chất lý luận, vừa có tính thực tiễn. Giữa lý luận và thực tiễn luôn có sự gắn bó khăng khít, không tách rời nhau. Nghị quyết UNESCO đã đánh giá sự đóng góp quan trọng về nhiều mặt của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong các lĩnh vực văn hóa, giáo dục và nghệ thuật là kết tinh của truyền thống hàng ngàn năm của nhân dân Việt Nam và những tư tưởng của người là hiện thân của những khát vọng của các dân tộc trong việc khẳng định bản sắc dân tộc của mình và tiêu biểu cho việc thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau. Trong di sản tư tưởng của người, có tới hơn 592 lần người nhắc đến giáo dục, 159 lần nhắc đến đào tạo, trên 190 lần nhắc đến trường học, gần 100 lần nhắc đến đại học, 92 lần nhắc đến trường học, giáo sư, 81 lần nhắc đến giáo viên, 80 lần nhắc đến thầy giáo, khoảng 145 lần nhắc đến sinh viên và đến 225 lần nhắc đến học sinh. Theo người, giáo dục là để nâng cao chủ nghĩa yêu nước, ý thức chính trị, truyền thống giáo dục và tinh thần nhân ái. Người đặc biệt chú trọng đến việc truyền thụ tinh thần, truyền thống yêu nước của dân tộc. Người nói, phải chú trọng giáo dục đạo đức cách mạng, giác ngộ xã hội chủ nghĩa, kỹ thuật lao động, sản xuất. Người nhấn mạnh, tăng cường hơn nữa việc giáo dục lao động trong nhà trường là một khâu chủ yếu trong toàn bộ sự nghiệp giáo dục xã hội chủ nghĩa, nhằm trang bị cho thế hệ trẻ có những kiến thức khoa học, lại có những kiến thức cơ bản về sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, những thói quen lao động, sẵn sàng bước vào xây dựng xã hội chủ nghĩa. Theo người, nội dung giáo dục phải chứa đựng tính dân tộc, chủ nghĩa yêu nước và giá trị nhân văn, truyền thống văn hóa của dân tộc, ngoài ra phải lĩnh hội những giá trị khoa học của thế giới. Và trong việc giáo dục và học tập, phải chú trọng đủ các mặt, đạo đức cách mạng, giác ngộ xã hội chủ nghĩa, văn hóa, kỹ thuật, lao động và sản xuất. Người chỉ rõ việc giáo dục gồm có đức, trí, thể, mỹ. Trước hết phải dạy cho họ những tri thức, lịch sử, địa dư, làm tính, khoa học, tự nhiên, xã hội, chính trị, cách viết báo cáo, nghĩa vụ và quyền lợi người công dân. Người đã đúc kết chân lý về giáo dục với sức mạnh nội tại của một dân tộc trong giai đoạn thuộc địa nửa phong kiến. Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu. Trong ham muốn tột bậc của người, người muốn làm cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành. Đối với cán bộ, người chỉ rõ học là để làm việc, làm người, làm cán bộ, để phụng sự đoàn thể, giai cấp nhân dân, tổ quốc và nhân loại. Trong tư tưởng mà người nói về học, được khái quát qua bốn ý về giáo dục là học để biết, học để làm, học để chung sống, học để làm người. Chính bởi những tư tưởng này nên người mới nói vì lợi ích 10 năm phải trồng cây, vì lợi ích 100 năm phải trồng người. Trong đó, trồng cây có nghĩa bóng là để bảo vệ môi trường sống tự nhiên và lợi ích 10 năm là lợi ích ngắn hạn, lợi ích trước mắt. Con người muốn được sống tốt thì trước hết cần phải có môi trường sống tốt. Việc trồng cây còn có hàm ý là gieo trồng những lợi ích ngắn hạn nhằm đảm bảo các mục tiêu phục vụ cho một môi trường sống tốt trong ngắn hạn. Ví dụ như các kế hoạch 5 năm của các đường lối chủ trương chính sách của đảng và nhà nước. Trồng người
có nghĩa bóng là để xây dựng, tạo lập lên một xã hội tốt trong lâu dài. Mà muốn có một xã hội tốt thì phải có con người tốt. Vì thế Chủ tịch Hồ Chí Minh mới nói, muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội thì phải có con người xã hội chủ nghĩa và có tư tưởng xã hội chủ nghĩa. Và thực tế đã chứng minh là muốn trở thành một nước xã hội chủ nghĩa thì phải trải qua thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Trồng người là sự nghiệp không những chỉ đối với thanh thiếu niên học sinh mà đó còn bao gồm các công tác đào tạo nhân sự, cán bộ. Bởi vậy nên, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhận định giáo dục để đào tạo con người có ích cho xã hội, học để làm việc, làm người, làm cán bộ, giáo dục nhằm đào tạo lớp người có đức, có tài, kế tục sự nghiệp cách mạng làm cho nước ta sánh vai cùng các cường quốc Nam Châu. Tư tưởng Hồ Chí Minh với phương châm, chiến lược, mục đích, nội dung, phương pháp giáo dục đào tạo con người luôn soi sáng sự nghiệp trồng người theo tư tưởng của người. Tư tưởng đó không chỉ là cơ sở lý luận cho việc xác định chiến lược đào tạo con người, chủ trương đường lối chỉ đạo phát triển nền giáo dục Việt Nam của đảng ta qua các thời kỳ cách mạng, mà còn là những bài học, những kinh nghiệm thực tiễn giáo dục thiết thực và hiệu quả đối với làm công tác giáo dục hiện nay. Ngày nay, yêu cầu trước mắt đặt ra phải xây dựng và hoàn thiện giá trị, nhân cách con người, bảo vệ và phát triển bản sắc văn hóa dân tộc trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế ở nước ta hiện nay. Với tất cả mục đích, ý nghĩa và luôn đáp ứng tính thời đại của quan điểm trồng người của Chủ tịch Hồ Chí Minh như thế, vậy thì tại sao ông Trần Ngọc Thêm lại cho đó là quan điểm, là khái niệm lạc hậu và lỗi thời? Quan điểm khái niệm trồng người của Chủ tịch Hồ Chí Minh có ảnh hưởng gì đến con người được giáo dục? Bởi đây chỉ là đường lối, là chủ trương, là phương hướng của ngành giáo dục đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ ra, định hướng mà ông giáo sư tiến sĩ khoa học Trần Ngọc Thêm lại cho rằng nó tạo ra tính thụ động của con người được giáo dục, làm kềm chế sự sáng tạo. Bên cạnh đó, ông Trần Ngọc Thêm rõ ràng đã nhầm lẫn giữa các khái niệm khi cho rằng trồng người không nằm trong triết lý giáo dục của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Vậy tôi hỏi ông giáo sư tiến sĩ khoa học Trần Ngọc Thêm, ông có hiểu và có phân biệt được thế nào là chủ trương, đường lối, phương hướng của nền giáo dục với triết lý giáo dục của nền giáo dục không? Ông đang nhầm lẫn giữa cái đích với phương pháp, phương thức để đi tới cái đích đó đấy. Ông không phân biệt được hai khái niệm, hai phạm trù này sao? Phải chăng ở đây, ông giáo sư tiến sĩ Trần Ngọc Thêm đang ẩn ý là muốn phủ nhận tư tưởng Hồ Chí Minh đối với công tác giáo dục? Để tiếp tục nhận định về khái niệm quan điểm trồng người trong tư tưởng Hồ Chí Minh, ông Trần Ngọc Thêm đã lộng ngôn cho rằng trong suốt cuộc đời mình, Bác Hồ chỉ nói từ trồng người duy nhất một lần trong một cuộc nói chuyện với giáo viên, và đây là Bác mượn ý của Quảng Trọng, người nước Tề trong thời Xuân Thu ở Trung Quốc. Tôi xin hỏi ông Trần Ngọc Thêm, ông căn cứ vào cơ sở nào để đưa ra nhận định này? Phải chăng ông cho rằng Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đạo văn giống như ông, đã từng đạo văn của người khác để có được học hàm, học vị, giáo sư, tiến sĩ?